Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai đang tập trung cao độ cho công tác tìm kiếm, cứu hộ người mất tích, hỗ trợ người dân, quyết tâm không để người dân bị đói, bị thiếu nhà ở. Đây là khẳng định của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 tổ chức vào sáng nay ngày 15 tháng 9. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại trụ sở Chính phủ. Tại điểm cầu Lào Cai, cùng dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Phát biểu từ điểm cầu Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp lên thăm hỏi, động viên và chỉ đạo tỉnh khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Các bộ ngành, các tỉnh, thành phố, nhân dân trong cả nước đã quan tâm chia sẻ, hỗ trợ Lào Cai khắc phục thiệt hại trong đợt thiên tai này. Khẳng định đây là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay đối với Lào Cai. Hiện nay tỉnh đang dồn sức khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống cho người dân, khôi phục lại sản xuất kinh doanh. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định những việc là cấp thiết ngay, làm ngay theo cái trường hợp đặc biệt và Thủ tướng quyết định được trong 3 cái lĩnh vực. Trước hết là trường học, thứ hai là khu tái định cư và thứ ba là giao thông kết nối. Và hiện nay nhu cầu của Lào Cai về hỗ trợ gạo của Chính phủ là rất lớn. Thì tôi sẽ tổng hợp lại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ sẽ hỗ trợ gạo cấp thiết trước mắt cho người dân. Bây giờ không cần phải lương khô, không cần phải mì tôm nữa mà phải tính lâu dài, thậm chí là 3 tháng và đến 6 tháng để khi... Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã điểm lại tình hình, công tác chỉ đạo, tổ chức phòng chống, ứng phó với thiên tai, đồng thời tập trung thảo luận, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến các bộ trưởng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố góp ý để trình Chính phủ ban hành nghị quyết về khắc phục hậu quả siêu bão số 3, ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các mục tiêu sắp tới không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, bị rét, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân về tinh thần và vật chất, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt lạm phát và phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm khoảng 7%. Chiều nay ngày 15 tháng 9, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh và huyện Bắc Hà đã tới khảo sát vị trí để xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm xã Cốc Lầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát địa hình một số khu vực có thể làm nơi tái định cư cho người dân thôn Kho Vàng, đánh giá phân tích các yếu tố đảm bảo nơi ở mới an toàn, thuận tiện cho sinh hoạt, sản xuất của các hộ dân. Theo dự kiến, khu tái định cư có khoảng 40 hộ. Ngày hôm qua, Công an tỉnh cũng đã triển khai dựng nhà bạt tạm tại khu vực sân bóng Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu để đưa 17 hộ dân thôn Kho Vàng xuống ở. Thông tin từ địa phương, trong ngày mai, tất cả các hộ dân sẽ được đưa xuống vị trí ở tạm, đảm bảo cuộc sống trước mắt. Cũng trong chiều nay 15 tháng 9, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi khảo sát một số địa điểm để xây dựng khu tái định cư cho 40 hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Cùng đi có các đồng chí Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành cùng các chuyên gia về lĩnh vực địa chất. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khảo sát thực tế một số vị trí có thể xây dựng khu tái định cư cho người dân ở gần khu vực xảy ra sạt lở đất. Quan điểm của tỉnh là khu ở mới cho người dân phải đảm bảo yếu tố an toàn, không có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, địa chất đảm bảo, gần khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân và có nguồn nước sinh hoạt. Dự kiến khu tái định cư rộng khoảng 7-10 hectare, có đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhà ở sẽ xây dựng theo kết cấu nhà sàn. Sau khi nghe ý kiến các chuyên gia và người dân địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác chốt phương án chọn đồi sim gần Minh Đức với địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước để xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Nổ. Đây là đỉnh rông đúng không? Hôm nay, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương,
đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đoàn công tác Trung ương đến thăm, động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Cùng đi có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo huyện Bắc Hà. Theo báo cáo của huyện Bắc Hà, mưa lũ trên địa bàn đã khiến 51 người chết, mất tích và bị thương, gần 1.600 nhà dân bị sập đổ, ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại kinh tế khoảng 386 tỷ đồng. Hiện giao thông vào một số xã vẫn hết sức khó khăn do bị chia cắt. Chia sẻ với những mất mát thiệt hại to lớn đối với tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bắc Hà nói riêng, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính, động viên cấp ủy chính quyền cùng bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, dần ổn định đời sống sản xuất. Tại chương trình, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương trao 384 triệu đồng gồm tiền mặt và hàng hóa hỗ trợ tỉnh Lào Cai. Nhóm thiện nguyện phóng sinh Từ Tâm trao 69 triệu đồng cho hơn 30 hộ dân bị thiệt hại và lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn. Trao 10 triệu đồng cho trường cho cơ sở Nậm Lúc. Công ty Inchaco hỗ trợ 500 bình lọc nước trị giá 500 triệu đồng cho huyện Bắc Hà. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Lào Cai bị thiệt hại do bão lũ. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Giảng Thế Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Xuân Cường thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do thiên tai và công tác khắc phục hậu quả của tỉnh. Hiện Lào Cai đang huy động tối đa mọi nguồn lực để nhanh chóng khắc phục hậu quả, sửa chữa các cơ sở hạ tầng, giúp người dân sửa lại nhà ở, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước những mất mát to lớn về người và tài sản mà chính quyền, nhân dân Lào Cai đang gánh chịu. Nhằm góp phần hỗ trợ tỉnh Lào Cai sớm khắc phục hậu quả bão lũ gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống kinh tế, xã hội, Bộ Nội vụ cùng các tổ chức hội, quỹ trực thuộc Bộ đã ủng hộ hơn 3,4 tỷ đồng, 15 tấn gạo cùng nhiều phần quà và hiện vật thiết yếu. Dịp này, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup cũng ủng hộ gia đình có người thiệt mạng từ 150 đến 300 triệu đồng và hỗ trợ 60 triệu đồng đối với những hộ mất nhà cửa do bão lũ. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn tỉnh Lào Cai chia sẻ kịp thời sự ủng hộ, hỗ trợ của đoàn công tác đến với đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 30 bệnh nhân bị thương do bão lũ sạt lở đất đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày 15 tháng 9, những chuyến xe chở hàng cứu trợ của đồng bào hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã đến với tỉnh Lào Cai. 8 xe hàng cứu trợ gồm lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt của đồng bào hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước sẽ đến với các địa phương bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh như huyện Bát Sát, Mường Khương, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn và thị xã Sapa. Đây là sự sẻ chia với những khó khăn của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, động viên bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tỉnh Lào Cai. Sau thảm họa, việc khắc phục hậu quả chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, tỉnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Mục tiêu là ổn định, đưa cuộc sống trở lại bình thường, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trước mắt cần đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt, nơi ở tạm và nhu cầu thiết yếu cho những hộ dân mất nhà cửa, tài sản. Kế tiếp là khẩn trương khảo sát, bố trí khu vực tái định cư an toàn, vận dụng tối đa các quy chế ưu đãi, nguồn lực tỉnh lo, còn lại trung ương sẽ hỗ trợ. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi thị sát tình hình và chứng kiến thảm họa thiên tai tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Là phải quy hoạch, xây dựng ngay một cái bản. Đấy, còn bao nhiêu gia đình, còn bao nhiêu người ở lại trong cái bản này thì phải xây dựng tìm một cái khu an toàn. Nói như là em nói rất đúng, tìm một khu an toàn và quy hoạch ngay tất cả các cái cơ chế đặc thù lúc cái đặc biệt này đó, trong cái điều kiện khẩn cấp này và giao cho tỉnh từ nay đến ngày 31 tháng 12 là phải xây xong. Tiếp thu chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ trên tinh thần chủ động và linh hoạt ứng phó,
tỉnh Lào Cai xác định nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhất lúc này là phải lo nơi sinh sống ổn định cho những hộ dân mất nhà. Thời gian không có nhiều, công việc thì ngổn ngang, vậy nên linh hoạt, bám sát vào thực tiễn để có giải pháp phù hợp là rất quan trọng. Nhanh chóng khảo sát, đánh giá, tái thiết lại cái bản đó. Và quyết tâm chính trị rất cao của Lào Cai, đó là sẽ thực hiện đảm bảo cái lời hứa với Thủ tướng Chính phủ, đó là 31 tháng 12 năm 2024 này sẽ hoàn thành được, tái thiết được cái bản mới cho toàn bộ 37 hộ đã mất nhà cửa tại cơn bão số 3 vừa qua. Không riêng làng Nủ, tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng thứ hai về người và nhiều thôn, bản bị sạt lở khác, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương khẩn trương rà soát hộ dân mất nhà, chưa có nơi sinh sống để kịp thời hỗ trợ trước mắt và có kế hoạch tái thiết lâu dài cho bà con. Và tiếp tục để sắp xếp xây dựng những khu tái định cư cho người dân ở nơi có nguy cơ sụt giảm với quyết tâm là cao nhất, nhanh nhất và đảm bảo những cái yêu cầu đặt ra đối với những cái quy định cũng như là thực tiễn của tỉnh Lào Cai. Gần một tuần kể từ khi thiên tai xảy ra, Lào Cai đang chuyển trạng thái từ khắc phục hậu quả sang khôi phục sản xuất kinh doanh. Trong đó tập trung khôi phục sản xuất các ngành kinh tế trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu. Ngay trong chiều qua ngày 14 tháng 9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì cuộc họp thường trực tỉnh ủy, chỉ đạo các giải pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, đề xuất giải pháp khắc phục trên từng lĩnh vực, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị, hôm nay trong quá trình kiểm tra địa bàn, các lực lượng chức năng xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà đã phát hiện vết nứt lớn có nguy cơ sạt lở. Vết nứt được phát hiện ở dưới chân núi thôn Nậm Đét với chiều dài khoảng 800 mét. Ngay sau khi phát hiện vết nứt, chính quyền địa phương đã di chuyển 104 hộ dân sang vị trí an toàn để tránh trú. Hiện nhiều địa phương trong tỉnh vẫn liên tiếp phát hiện ra các điểm nứt mới có nguy cơ sạt lở. Do đó, các địa phương cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống thiên tai, thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu có vị trí nguy cơ cao để kịp thời cảnh báo, di chuyển dân đến nơi tạm lánh an toàn trong tình huống khẩn cấp. Thưa quý vị, địa hình chia cắt, các phương tiện cơ giới không thể tiếp cận. Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn đang gây khó khăn trong công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Vượt lên tất cả, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tranh thủ từng giờ, kiên trì lật tìm từng tảng đá, bùn lầy để mong sớm tìm được các nạn nhân. Những ngày qua, Thượng úy Nguyễn Văn Quyện cùng gần 80 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô luôn nỗ lực kết bình tìm kiếm nạn nhân mất tích. Mặc dù đã được thông báo trước, nhưng anh cùng đồng đội vẫn không khỏi bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến hậu quả thiên tai. Lên đây thì thấy thương thì mọi những cái sự vất vả bỏ sang một bên, chúng tôi với tinh thần không ngại khó khăn gian khổ, chúng tôi sẵn sàng lên làm hết sức hết mình để tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông đã vùi lấp nhà của 8 hộ dân. Sau gần một tuần tìm kiếm, với sự tham gia thường xuyên của hơn 100 người, đã tìm được 5 thi thể, 8 người vẫn còn mất tích. Hiện công tác tìm kiếm vẫn được khẩn trương tiến hành. Các lực lượng đã có sự điều chỉnh để thích ứng với tình hình. Chúng tôi đã thay đổi biện pháp bằng cái là từ thủ công bằng cuốc xẻng. Vì đất đá nó rắn lên rồi, thì chúng tôi đã có những cái hệ thống máy bơm nước và vòi nước để phụt, để hỗ trợ vào nhân công cuốc xẻng đào bới thì nó sẽ nhanh hơn được trước khi chờ máy xúc và các công cụ khác đến. Gia đình ông nội của em là có 10 ngày ạ. Và vụ sạt lở vừa rồi là đã là 5 người bị thương và 4 người mất tích. Hiện tại đã tìm được 3 người và em rất mong là chính quyền sẽ tìm thấy gia đình ông người mất tích và gia đình ông sớm hơn. Với quyết tâm cao nhất, các lực lượng vẫn đang nỗ lực từng giờ để tìm kiếm những người còn mất tích, mong muốn làm vơi bớt nỗi đau thương mất mát của bà con nơi đây. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 16 giờ hôm nay ngày 15 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 151 người chết và mất tích do mưa lũ. Cụ thể có 125 người chết, 26 người mất tích và 84 người bị thương. Mưa lũ cũng vùi lấp, sạt lở, cuốn trôi, làm hư hỏng và ngập úng trên 10.000 nhà cửa của người dân, cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề.
Hiện toàn tỉnh còn 72 thôn tại 16 xã đang bị ách tắc giao thông do sạt lở đất đá. Ngành chức năng các địa phương vẫn đang tập trung khắc phục. Thống kê đến cuối giờ chiều nay, thông qua ban vận động cứu trợ tỉnh, các tỉnh, thành phố, bộ ngành trung ương, cơ quan doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ khắc phục thiên tai với số tiền gần 70 tỷ đồng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ đêm nay đến ngày 20 tháng 9, trên khu vực tỉnh sẽ có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Dự báo mưa tập trung chủ yếu vào đêm nay 15 tháng 9 và 16 tháng 9, sau đó mưa giảm dần chỉ còn vài nơi. Đợt mưa này có thời gian mưa kéo dài nhiều ngày, cường suất mưa lớn, đất đã bão hòa nước, liên kết đất kém, bở rời. Kết hợp với ngày trời nắng, liên kết đất trên các đồi núi cao dễ tách rời cả khối, nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ trượt cả khối, sạt lở đất trên các đồi núi cao, sạt lở đất đá trên các sườn đồi dốc và ta luy các tuyến đường giao thông. Đặc biệt chú ý các huyện Bảo Yên, Văn Bản, Bắc Hà, Simacai, thị xã Sapa và một số xã vùng cao của huyện Bát Sát và Mường Khương. Và theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 làm thiệt hại gần 16.000 tấn lương thực và rau màu các loại. Để bù đắp sản lượng có khả năng bị thiếu hụt, ngành nông nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích trồng cây vụ đông thêm 2.500 ha. Trong đó sẽ trồng mở rộng thêm khoảng 600 ha rau các loại và 1.900 ha ngô, nâng tổng diện tích cây vụ đông năm nay lên 7.000 ha. Thời điểm này, ngành nông nghiệp cùng các địa phương triển khai các giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp như khẩn trương làm đất, chuẩn bị giống, vật tư sản xuất và gieo trồng cây vụ đông, tăng cường tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc cây vụ đông. Căn cứ vào thực tế thiệt hại, nông dân sẽ được hỗ trợ cây, con giống để khôi phục sản xuất. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã khắc phục sự cố của 383 trạm BTS. Cơ bản, việc phát sóng di động đã ổn định trở lại. Cụ thể, thành phố Lào Cai, các huyện Bảo Thắng, Mường Khương, Sapa, Văn Bàn và Simacai đã khắc phục toàn bộ sự cố tại các trạm phát sóng BTS. Đến 17:30 chiều nay đã khắc phục nốt xã Tân Tiến, đảm bảo 100% các xã có thông tin liên lạc, phục vụ ứng cứu, khắc phục sự cố sau bão của các cấp chính quyền. Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng giao thông, nhiều địa phương bị chia cắt cô lập, mà tại các khu điểm du lịch của tỉnh thiệt hại cũng rất lớn, tác động trực tiếp tới lượng khách du lịch đến địa bàn. Tại khu du lịch quốc gia Sapa, với nỗ lực của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, giao thông kết nối với các điểm du lịch đang dần được khắc phục. Sapa đã bắt đầu đón khách trở lại. Sau nhiều ngày tạm ngừng đón khách do mưa lũ, khu du lịch Cát Cát, một trong những điểm thu hút đông khách du lịch, đã khôi phục lại hoạt động đón khách. Nhờ nỗ lực của chính quyền địa phương và doanh nghiệp, đường giao thông đến điểm du lịch này đã thông suốt, vệ sinh môi trường cũng dần được khắc phục. Khi khách quay trở lại cái khu du lịch Cát Cát thì có đầy đủ các hoạt động như bình thường để khách được trải nghiệm những cái văn hóa cốt lõi của người dân tộc Mông cũng như được chứng kiến những cái điểm check-in nó đẹp nhất. Cộng đồng kinh doanh ở trên Sapa cũng cam kết là không tăng giá và đặc biệt chúng tôi có những khách sạn, những nhà hàng sẵn sàng tiếp đón miễn phí những đoàn từ thiện lên thăm hỏi bà con. Trở lại Sapa dịp này, đoàn du khách Thái Lan có hơn chục người. Anh Nguyễn Phước Trung, công ty lữ hành Green Sea Tour rất ấn tượng với nỗ lực của Sapa trong việc khôi phục lại hoạt động du lịch, dịch vụ sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ngày 13 tháng 9 thì Sun World cũng như là Cáp Treo Fancy Fun đã đón khách lại và các khách du lịch đã được tham quan, các điểm tham quan phần lớn là đã được bắt đầu vào khai thác như là trước khi thiên tai xảy ra. Thời điểm này, Cáp Treo Phan Xipang và 7 trên 9 điểm du lịch của Sapa đã thông báo mở cửa trở lại. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú đảm bảo điều kiện về môi trường và cung cấp dịch vụ cũng hoạt động trở lại. Rà soát, chuẩn bị tốt nhất các cái điều kiện để đón khách du lịch trở lại Sapa trong thời gian tới. Có thể nói đến thời điểm này thì khách đến với Sapa có thể là yên tâm để đến tham quan được các cái điểm du lịch của Sapa. Hiện một số điểm du lịch còn lại trên địa bàn thị xã cũng đang gấp rút khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng đón khách. Thị xã cũng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông đến các thôn bản, điểm khu du lịch cộng đồng để du lịch dịch vụ trên địa bàn trở lại hoạt động bình thường và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 8 tuần nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã lên lịch cho các sự kiện vận động tranh cử sắp tới tại 3 bang nằm trong nhóm bức tường xanh. Bức tường xanh là thuật ngữ được các chính trị gia sử dụng để chỉ 18 bang vào thủ đô Washington DC, luôn đem lại chiến thắng cho các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong mọi cuộc bầu cử Tổng thống trong 20 năm qua. Ngoại trừ năm 2016, khi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã lật ngược thế cờ. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ tham gia trả lời phỏng vấn tại Philadelphia vào ngày 17 tháng 9. Hai ngày sau, bà Harris sẽ tham dự sự kiện tại Michigan, được truyền hình trực tiếp. Sau đó, ngày 20 tháng 9, bà có cuộc vận động tranh cử lần thứ tư tại Wisconsin chỉ trong vòng 2 tháng. Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, Cộng hòa Séc đã nâng mức báo động lên cấp 3 tại hàng chục khu vực, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động ứng phó phòng ngừa. Hiện tại, các khu vực miền đông của Séc đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với lượng mưa trên 100mm trong ngày xảy ra ở nhiều nơi. Nhiều tuyến đường đã bị đóng do ngập nước, một số ngôi làng bị chia cắt, hoạt động sơ tán cũng đã được tiến hành tại một số khu vực nguy cơ cao. Đáng chú ý, khu vực Bắc Morava chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp theo đạo luật khủng hoảng quốc gia. Mưa to, nguy cơ lũ lụt kết hợp với gió lớn cũng đã ảnh hưởng tới giao thông đường sắt, gây mất điện và tín hiệu di động tại một số vùng. Trong khuôn khổ cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 12 dành cho lao động nước ngoài, nghiệp đoàn Kanto Choho đã tổ chức hoạt động quyên góp tại thủ đô Tokyo với mong muốn chia sẻ khó khăn của người dân Việt Nam tại các tỉnh thành bị thiệt hại do cơn bão Yagi. Đây là hoạt động quyên góp đầu tiên của người dân Nhật Bản dành cho những người dân Việt Nam đang gánh chịu những hậu quả nặng nề của cơn bão Yagi. Phát biểu tại cuộc thi, Chủ tịch nghiệp đoàn Kanto Choho đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với những thiệt hại của người dân Việt Nam trong cơn bão số 3. Là một quốc gia thường xuyên bị bão tấn công, ông cho biết Nhật Bản thấu hiểu nỗi đau và mất mát mà người dân Việt Nam đang trải qua. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc đã bàn giao cho khách hàng một khí cầu có người lái dân dụng đầu tiên do nước này tự phát triển. Khí cầu AS-700 Tường Vân do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc phát triển độc lập là loại khí cầu có người lái một khoang, tối đa chở 10 người, tầm bay tối đa 700 km, trần bay 3.100 m và bay liên tục được trong vòng 10 giờ. Trước khi được bàn giao cho khách hàng, khí cầu này đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm xuyên tỉnh, chở 306 khách với quãng đường di chuyển gần 1.000 km trong 15 ngày. Theo đó, khí cầu Tường Vân có khả năng ứng dụng đa dạng như tham quan trên không, cứu hộ khẩn cấp, an ninh đô thị và khảo sát địa vật lý trên không. Dự kiến, khí cầu này sẽ sớm được bắt đầu sản xuất thương mại. Ít nhất 64 người mất tích được cho là đã thiệt mạng sau một vụ lật thuyền trên sông ở bang Zamfara ở tây bắc Nigeria. Truyền thông địa phương cho biết chiếc thuyền gỗ chở 70 nông dân đang qua sông để đến trang trại của họ gần thị trấn Kumi thì bất ngờ bị lật. Nhiều người đã được huy động ra ứng cứu nhưng sau 3 giờ chỉ cứu sống được 6 người trong số này. Theo quan chức địa phương phụ trách công tác cứu hộ, đây là sự cố lật thuyền thứ hai xảy ra trong địa giới hành chính của chính quyền Gumi và hiện công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Tại Gumi, mỗi ngày có hơn 900 nông dân phải vượt sông để đến trang trại của mình, nhưng chỉ có 2 thuyền chở họ, dẫn đến tình trạng quá tải. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết ngày hôm nay, Bắc Bộ có ngày cuối tuần nắng nóng tới 35 độ C, nhiều nơi còn ngập úng do thoát lũ chậm. Từ ngày 16 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các địa phương trong tỉnh trời ít mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Nhiệt độ đo được phổ biến trong ngày tại thành phố Lào Cai ở mức 29 độ C, thị xã Sapa 20 độ C và huyện Bắc Hà là 26 độ C. Do ảnh hưởng của mưa to trong những ngày vừa qua, nên các vị trí đèo dốc, khu vực đồi núi cao vẫn có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét bất ngờ. Vì vậy, người dân các địa phương, đặc biệt là các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần chủ động theo dõi sát diễn biến của thời tiết và cảnh báo của các cơ quan chức năng để chủ động có phương án ứng phó phù hợp, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai.
vùng đồi núi thấp, ít mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao ít mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai ít mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa ít mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà ít mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.